Trong tầm giá từ 9 đến 12 triệu thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn hai siêu phẩm đến từ hai bộ sưu tập đình đám của nhà Citizen, được ra mắt vào năm 2020 và năm 2021. Và để xem thử là hai mẫu này phiên bản nào sẽ để lại ấn tượng cho các bạn nhiều hơn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu video nhé. Và mẫu đầu tiên mà chúng ta nói đến ngày hôm nay sẽ có mã là Citizen C7NH839470H. Và đây là một trong những mẫu nằm trong bộ sưu tập Citizen C7 được ra mắt vào tháng 11 năm 2020. Bộ sưu tập Citizen C7 là bộ sưu tập mới nhất tính đến thời điểm hiện tại, được Citizen cho ra mắt vào cuối năm 2020, lấy cảm hứng tái hiện từ sản phẩm Crystal 7 năm 1965, dòng đồng hồ đầu tiên tại Nhật Bản sử dụng mặt kính khoáng và pha trộn một chút cảm hứng từ dòng ProMaster NI008 từ năm 1989 và Parawater từ năm 1959. Về mặt thiết kế thì điểm ấn tượng đầu tiên mà mình nhận thấy khi mà nhìn vào phiên bản này chính là phần mặt kính cong có phần hơi khác biệt. Khi nhìn vào thì bạn sẽ cảm thấy là nó có phần bo cong lên chứ không phẳng như những mẫu khác. Và cho ai muốn biết thì đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất để nhận diện những chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập C7 của Citizen. Để tạo được thiết kế này là nhờ có tấm kính khoáng được gọi là Mineral Crystal với kết cấu bền chặt, chống đỡ rất là tốt. Tuy nhiên vì lý do về hình thể cho nên kính này không thể đánh bóng nếu bị trầy xước. Bên dưới thấu kính là phông nền màu xám đen huyền bí, tráng men bóng loáng không tì vết. Nếu mà nhìn nghiêng thì các bạn sẽ thấy được những đường chải tia rất là điêu nghệ. Không chỉ có vậy, mặt số còn được chia thành 4 phần bằng nhau nhờ hai đường thẳng giao nhau tại tâm của đồng hồ, màu vàng hồng rất là nổi bật. Cùng màu với chi tiết trên là cọc số và bộ kim chỉ được làm từ kim loại giáp mỏng, hài hòa với tổng thể. Không quên kết hợp những đường nét dứt khoát nhằm tôn lên sự khẳng khái trong tính cách của một người đàn ông đích thực. Phần cọc số cũng được thiết kế cách điệu rất vuông vức và mạnh mẽ. Tất cả những cái điểm này kết hợp với nhau để hiển thị trên mặt số màu xám đen, thể hiện một sự nam tính và đầy cuốn hút khi lên tay của phái mạnh. Đường kính mặt số của em này là 40mm và bề dày là 13.2mm, rất là phù hợp cho những ai có cổ tay từ 17cm trở lên. Về mặt chất liệu thì như lúc nãy mình cũng có đề cập đến là để tạo được một cái mặt kính cong vòm như thế này thì hãng đã phải lựa chọn chất liệu kính là mineral. Và đặc điểm, ưu điểm của cái loại kính này là nó có khả năng chịu lực rất là tốt và có độ bền rất là cao. Về phần dây đeo thì ở phiên bản này hãng đã trang bị dây đeo kim loại cho em nó, được phối cách theo kiểu đờ mi rất là cuốn hút mắt nhìn. Ở đây thì nhà thiết kế đã lựa chọn tông bạc vàng để kết hợp với nhau tạo nên một tổng thể vừa sang trọng mà vừa đẳng cấp nữa. Về bộ máy thì Citizen NH839470H là dòng đồng hồ cơ hay còn gọi là đồng hồ automatic tự động. Vì sử dụng bộ máy tự lên dây cót nhờ vào năng lượng cơ học của chuyển động tay, bộ máy bên trong của đồng hồ được coi là in-house vì nó được trực tiếp sản xuất bởi hãng Citizen tại nhà máy Miyota, một trong những nơi cung cấp máy đồng hồ lớn nhất Nhật Bản. Bên cạnh đó, đồng hồ Citizen NH839470H còn được coi trọng khi đạt chuẩn Chamber Move, có nghĩa rằng nó đã phải trải qua rất là nhiều những bài kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng và uy tín khi cho ra thị trường. Mình thấy là mẫu này sẽ rất là phù hợp cho những ai thích sự đơn giản, thanh lịch nhưng mà cũng rất là nam tính. Và nó cũng dễ phối đồ nữa, chúng ta có thể phối với công sở hoặc là những bộ đồ thể thao thì cũng đều ổn áp cả. Và đó là Citizen NH839470H. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mẫu tiếp theo nhé. Trước khi kết thúc năm 2021 thì thương hiệu Citizen đã kịp ghi dấu ấn với mọi người bằng cách cho ra mắt bộ sưu tập Citizen Suyosa với một vẻ ngoài khá là tương đồng với Rolex nè, và mang một chút cảm hứng từ Tissot Spare X. Thì Citizen Suyosa NG01 đã có một màn chào sân vô cùng ấn tượng với giới bộ điệu đồng hồ. Với sự khác biệt về mặt thiết kế nè, bên cạnh đó thì bộ máy của những mẫu này cũng có những điểm nổi bật rất là riêng biệt. Và Citizen Suyosa NG01 5480H là một trong những mẫu mà được bán chạy nhất trong bộ sưu tập lần này. Mặt số của phiên bản này có đường kính là 40mm và bề dày là 11.7mm, kích thước khá là vừa phải cho những cổ tay trung bình của nam giới. Và ấn tượng đầu tiên khi mà nhìn vào mặt số này chính là sự kết hợp nổi bật giữa sắc đen của mặt số và những chi tiết chỉ thời gian từ cọc số cho đến bộ kim đều được mạ PVD màu vàng trông rất là bắt mắt. Ở góc 3 giờ thì có một ô lịch chỉ giờ để hỗ trợ tính năng kiểm soát thời gian nè. Điểm chung của Citizen NG01 và Oyster Watch chính là chiếc kính Cyclops được phóng đại lịch ngày tại vị trí này. Để ý thì chúng ta có thể thấy rằng là lối thiết kế của mẫu này khá là cứng cáp, từ bộ kim cho đến cọc số thì đều khá là dày và vuông vức, tạo nên một sự mạnh mẽ và quyền lực hơn cho các quý ông. Bên cạnh đó thì thiết kế của mặt số Citizen Suyosa khá là đơn giản, sẽ phù hợp cho những ai thích sự tối giản và thanh lịch. Về chất liệu thì mình thấy là phần niềng bao bọc quanh mặt số cũng được mạ vàng PVD nè. Thêm vào đó là thiết kế face xước ở phần vấu gắn liền với dây đeo, tạo nên một cái diện mạo vô cùng hài hòa cho tổng
tổng thể. Phần dây đeo kim loại thì được thiết kế theo kiểu dummy, kiểu dáng mắt xích cuộn, dáng to, được đánh bóng khiến cho chúng trông lộng lẫy hơn khi mà nhìn từ xa. Và điểm nhấn ấn tượng là phần giữa dây đeo được mạ vàng bắt mắt, tạo nên một sự sang trọng và thời thượng cho chiếc đồng hồ. Mình nghĩ là với phong cách như thế này thì dây kim loại sẽ càng làm tăng thêm sự sang trọng cho thiết kế của em nó. Citizen đã lập nhiều kỷ lục trong độ chính xác về bộ máy in-house của mình. Trái tim của Citizen NG01 là Biota Caliber 8210 với cơ chế lên dây cót tự động, 21 chân kính, tần số dao động là 21.600 pbh và có thời gian trữ cót dự trữ là khoảng 40 giờ. Về tính năng thì mẫu này có tính năng dạ quang được tích hợp trong bộ kim, nó giúp cho chúng ta có thể dễ dàng quan sát được thời gian ngay cả trong điều kiện tối. Còn về mức chống nước thì em này có mức chống nước là 5 ATM, đây là mức trung bình mà chúng ta có thể thoải mái rửa tay đi mưa. Và đây là hai thiết kế khác nhau đến từ hai bộ sưu tập của nhà Citizen. Bạn thấy hai mẫu này như thế nào? Mẫu nào để lại ấn tượng cho các bạn nhiều hơn thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên nhấn theo dõi để nhận được những video mới nhất từ Hải Triều. Hy vọng là video ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.